Chào và xin chào mừng các bạn đến với kênh Thanh Hào Audio. Nhạc cổ điển, một cái thứ trò chơi âm thanh của bên quý tộc của bên châu Âu đúng không ạ? Một dòng nhạc rất là khó nghe. Và tại sao thì cái dòng nhạc cổ điển mặc dù là nó rất phát triển ở bên châu Âu, bên nước ngoài, nhưng về Việt Nam thì gần như lại cực kỳ là ít người nghe. Thì ngày hôm nay thì chúng ta cùng làm một cái video nhìn nhận về cái vấn đề này đúng không ạ? Thì đầu tiên thì chúng ta cũng phải nhìn nhận một cách thực sự là rất là khách quan, thì nhạc cổ điển thì nó đúng là một cái trò chơi về âm thanh đúng không ạ? Các lớp nhạc nó cứ nhảy nhót liên tục và gần như là nó đánh đố cái trí tưởng tượng của chúng ta đúng không ạ? Thì tất cả các cái dòng nhạc thì nó cũng đều rất là hay, và mỗi một bài hát thì nó cũng đều có một cái ý nghĩa, đều có một cái câu chuyện nó xoay quanh đúng không ạ? Và nhạc cổ điển, cái hay của nhạc cổ điển đấy thì nó chính là họ không dùng bất kỳ một cái từ ngữ hay là một cái thứ ngôn ngữ nào, nhưng vẫn cho chúng ta được một cái câu chuyện đúng không ạ? Một cái câu chuyện thì lúc thì nó rất là hào hùng đúng không ạ? Và lúc thì nó rất là êm đềm đúng không ạ? Các lớp nhạc thì gần như là nó nhảy nhót liên tục và nó cứ tức là nó hướng cho người ta đến là một cái suy nghĩ, cái dòng chảy đấy đúng không ạ? Thì các cái dòng nhạc của Việt Nam thì dường như là chúng ta phải dùng rất nhiều những cái từ ngữ, rất nhiều những cái ngôn ngữ để diễn đạt đạt nên là một cái câu chuyện đúng không ạ? Nhưng nhạc cổ điển, cái hay của nhạc cổ điển đấy là họ không dùng bất kỳ một cái từ ngữ, một cái ngôn ngữ nào, nhưng họ đều cho chúng ta thấy được một cái sự một cái câu chuyện trong đây đúng không ạ? Vừa bác vừa cũng nghe thì cũng đã biết là mặc dù là họ không dùng bất kỳ một cái từ ngữ nào, nhưng vẫn cho chúng ta thấy được cái sự hào hùng ở đây đúng không ạ? Và nó gần như là nó đánh đố cái trí tưởng tượng của con người ạ. Và mỗi khi thì chúng ta buồn thì chúng ta nghe nó lại thành một cái câu chuyện khác, và mỗi khi mà chúng ta nghe thì với cái tâm trạng vui thì nó lại ra một cái câu chuyện khác, nó rất là hay đúng không ạ? Nó rất là cuốn hút. Vì vậy mà về Việt Nam nó không thể sống được, nó cực kỳ là nó ít người nghe đúng không ạ? Nó ít người nghe cái là tại vì nó đánh đố cái trí tưởng tượng của con người, và nó rất là khó đúng không ạ? Và những cái người mà thực sự là đã chơi nhạc, nghe nhạc rất là lâu năm thì mới chuyển được qua nghe cái dòng nhạc cổ điển này. Thường thì về Việt Nam thì chúng ta cũng chỉ là nghe nhạc bolero, nhạc vàng, nhạc trữ tình này, hoặc là một tí hòa tấu của nước ngoài, của Trung Quốc chẳng hạn đấy đúng không ạ? Đấy thì dòng nhạc của cổ điển ở bên châu Âu thì thực sự là nó rất là hay, nhưng nó đòi hỏi chúng ta là phải nghe cũng như là phải đón nhận nó với một cái tư thế thực sự là nghiêm túc đón nhận, rất chỉnh chu nghiêm túc đón nhận, và đòi hỏi chúng ta cũng phải biết tưởng tượng một chút xíu đúng không ạ? Biết tưởng tượng một chút xíu thì
nghe với lại một cái trạng thái nó rất là đón nhận, rất là tĩnh tâm này thì mới nghe được nhạc cổ điển, không thì nó cực kỳ nó khó nghe. Gần như là ai nghe xong cái nhạc cổ điển này thì nghe rồi cũng như là chưa nghe, nó gần như là mình chả nhớ cái gì, cũng chả hiểu có một cái gì về bên trong đấy, nên là nó rất là khó nghe, nó không thể là sống được lâu ở thị trường Việt Nam được các bạn. Nhưng này ở thị trường nước ngoài thì gần như là họ rất thích nghe nhạc cổ điển, và sau khi mà họ làm việc về mệt mỏi thì gần như là họ nghe nhạc cổ điển, đúng không ạ? Và bên Nhật thì cũng thế, họ rất thích nghe nhạc cổ điển, nên là các cái sản phẩm của Beethoven hay là của Mozart này thì bán cực kỳ là chạy bên đất nước Nhật, và rất là chạy, nên là các bác cũng sẽ thấy là cái hãng Esoteric này, đây đúng không ạ? Esoteric cũng là một cái thương hiệu độc quyền của các cái dòng nhạc cổ điển, cũng như là của họ chuyên sản xuất ra các cái đĩa LCD ạ, các cái đĩa cao cấp để phục vụ cho người chơi. Vậy là nên là các bác ở Việt Nam mình, các khách hàng của bên xuất khách hàng audio thì cũng nên là chúng ta nghe nhiều các cái dòng nhạc hơn này, đúng không ạ? Mà trong đó có cả nhạc cổ điển, cũng nên là trải nghiệm thêm này, nghe thêm này, cũng như là đánh giá thêm, đúng không ạ? Về cái thị trường Việt Nam đấy thì có theo cách nhìn nhận cũng như đánh giá của em thì có rất nhiều các bác là mặc dù cũng là đã chơi rất là lâu năm, các bác cũng có tuổi rồi, nhưng mà vẫn hay nhìn nhận một cách đánh giá thực sự là rất là cá nhân thôi, đánh giá rất là cá nhân, là nghe nhạc như thế này là không đúng, nghe nhạc như thế này là trẻ trâu, hoặc là nghe nhạc cổ điển này thì có hiểu cái gì đâu mà nghe, nghe nhạc nước ngoài có hiểu cái gì đâu mà nghe. Thực sự thì đây là một cái nhìn em đánh giá là một cái nhìn thực sự nó rất là thiểm cận, đúng không? Nó thiểm cận được cái là anh không hiểu, nhưng mà chưa chắc là tôi đã không hiểu, đúng không ạ? Đấy, cho nên là cũng không thể nào mà so sánh đánh giá được là cái dòng nhạc này chỉ là trẻ trâu mới nghe. Thực ra là nếu các bác đã nghe, đã có một cái suy nghĩ như vậy thì những cái người mà đã biết nghe cái dòng nhạc cổ điển này thì họ nhìn lại những cái người mà nghe nhạc phải diễn tả được bằng rất nhiều những cái từ ngữ, bằng cái ngôn ngữ thì mới ra được một cái câu chuyện, thì nó sẽ thành một cái câu chuyện như nào ạ? Thì họ, những cái người, đối với những người đã nghe được các cái dòng nhạc này thì họ nhìn lại những cái người mà nghe nhạc bằng còn dùng những cái từ ngữ trong lời bài hát ấy, thì thực sự nó rất là non trẻ, đúng không ạ? Đấy, thế nên là chúng ta cũng không thể nhìn nhận, chúng ta cũng đưa một cái nhìn cá nhân của bản thân là nghe nhạc như thế này là sai, hay là nghe nhạc như thế này thì trẻ con, hay là nghe nhạc thế này thì chưa tới tầm, thì chúng ta cũng không nên cũng là đánh giá một cái nhìn như vậy, đúng không ạ? Đấy, thì nhạc cổ điển, cái hay của nhạc cổ điển đấy là mỗi một nút các bác nhá, mỗi một nút là chúng ta nghe nhạc nó lại thành một cái câu chuyện khác, đúng không ạ? Và cứ nó tùy theo cái tâm trạng của chúng ta, đúng không ạ? Và nó gần như là nó đánh đố cái trí tưởng tượng của con người đấy, nó đánh đố cái trí tưởng tượng của con người, và các cái lúc nhạc ấy nó cứ nhảy nhót liên tục. Một cái cực kỳ là hay của cái nhạc, nghe nhạc cổ điển nó là như vậy các bác nhá. Đấy, thì em cũng, mặc dù là em vẫn là một cái người cũng khá là trẻ thôi, nhưng mà tất cả các khách hàng của bên xuất khách hàng audio thì em vẫn muốn định hướng là tất cả các cái dòng nhạc thì nó đều hay, và chúng ta tất nhiên là chúng ta vừa nghe, chúng ta cũng vừa chọn lọc, và chúng ta cũng tìm ra được cái hay đấy để chúng ta hưởng thụ, đúng không ạ? Đấy mới là một cách gọi là chơi nhạc một cách rất là văn minh, đúng không ạ? Nghe nhạc một cách rất là văn minh, rất đón nhận, đúng không ạ? Rất đón nhận, rất là nhân văn, đúng không ạ? Đấy, thì cái video này thì nó cũng, em cũng muốn chia sẻ đến các bác là cái nhìn của em về các cái dòng nhạc thì là như vậy. Ngày hôm nay thì nó là một cái dòng nhạc cổ điển, đúng không ạ? Một cái dòng nhạc cũng, nó cũng không phải là mới, đúng không ạ? Nhưng mà nó vẫn mới trong cái thị trường Việt Nam mình, đúng không ạ? Không phải ai cũng biết nghe nhạc cổ điển, không phải ai cũng thích hợp để nghe nhạc bolero, không phải ai cũng thích là nghe nhạc trữ tình, đúng không ạ? Đấy, thì đấy, cái câu chuyện thì nó là như vậy, nên là các bác cũng nên là thi thoảng mình thay đổi về chất âm, thi thoảng mình thay đổi về các cái thể loại nhạc để đưa ra một cái nhìn nhận, cũng như là một cái trải nghiệm, đúng không ạ? Một cái trải nghiệm mới để cho bản thân mình, đúng không ạ? Đấy, thì chắc là cái video này thì em cũng xin được tạm dừng tại đây, và cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video, và xin chúc các bác nghe nhạc vui vẻ.